Ngày hôm nay chúng tôi lại hân hạnh được tiếp chuyện với anh Donald Trần, được sự bảo trợ của công ty Magic Bancor có trụ sở ở trên đường Euclid và Edinger, chuyên lo việc mua bán nhà cửa, tái tài trợ cho các căn nhà của quý vị. Xin gửi chào anh Donald Trần ngày hôm nay. Tối nay được tái ngộ với anh Hoàng Trọng Thị và một lần nữa xin được kính chào quý vị khán thính giả. Tuần lễ vừa qua bản tin lớn nhất thưa anh và hôm nay cũng có anh để mà chúng ta trình bày để liệu xem có gây ảnh hưởng đến thị trường địa ốc hay không, chứng khoán thì chắc chắn rồi. Đó là việc Trung Quốc tuyên bố giảm giá trị của đồng nhân dân tệ xuống Khoảng 2%. 2% là một ngày thứ ba. Dạ. Sáng tới ngày thứ tư giảm thêm gần 2% nữa là trong 2 Bốn. ngày 4% luôn. Cái việc mà giảm như thế đã nhìn thấy rõ ràng là công trái phiếu 10 năm bị giảm theo. Và điều đó phân lời đi xuống phải không anh? Dạ vâng, như quý vị đã biết á, là mấy ngày hôm nay á, tiền lời đi xuống tại vì ảnh hưởng qua cái thị trường ở bên China, và không những thế nó còn ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán nữa. Như anh Hoàng Trọng Thụy biết, tức là nó gọi là sell off, tức là người ta bán nhiều lắm, người ta bán nhiều á, để người ta nói là thôi bây giờ lộn xộn quá thì bây giờ tôi lấy cái tiền đó tôi invest sang thị trường Âu Châu đó, thì như vậy. Nhưng mà Hoặc là mua vàng thấy đúng, vàng nó lên. vâng, nhưng mà bây giờ thì vàng người ta cũng không ấy, tại vì ngay cả chính China nhiều khi cũng bán vàng ra nữa, thành ra bây giờ nó là tùm lum hết. Thì tất cả đều quay qua cái vụ mà đến tháng 10, tuần lễ thứ ba của tháng 10, IMF phải quyết định rằng là tiền won có thể là một cái reserve currency không, mà cái này anh em chúng tôi nói khoảng mấy tuần về trước Tiền rồi, yuan tức là nhân dân tệ nhân dân có tệ đó. thể sẽ được trao đổi trên thị trường chứng khoán hay không? Đúng. Thì bây giờ khi mà nó trao đổi như vậy thì bây giờ cái đồng quan đồng nhân dân tệ bây giờ nó dao động nhiều quá, thành ra bây giờ người ta bảo bây giờ kinh tế của bên Trung Hoa chưa Đang trục trặc. đang trục trặc, cộng thêm cái tiền giờ tự nhiên anh đi anh giảm 4% như vậy, nó tùm lum đấy, thành ra bây giờ không biết Có là thể là quỹ tiền tệ sẽ không xét luôn. sẽ không không quyết định dùng cái đồng đó. Thì tất cả cái này là chiến tranh kinh tế. Thì như quý vị biết đó, là cái này là anh em chúng tôi nói khoảng bao nhiêu cả mấy tuần hơn một tháng về trước đó. Thì khi mà nói ra như vậy thì thường thường mình không có biết là diễn tiến nó như thế nào, tại vì đây là một cái thị trường tự do, thành ra thường thường người ta react là những cái chuyện nó xảy ra. Thì như quý vị biết là từ hôm đầu tuần đến giờ, như bao nhiêu cái gain của 2015 của Dow Jones đó là nó wipe out hết, tại vì cái sự người ta sell off. Thì như anh Hoàng Trọng Thị nói là tiền lời xuống thấp, và không những thế, những cái người kinh tế gia khuyên chính phủ Federal Reserve Board là cũng khoan khoan nâng cái tiền lời lên tháng 9. Tại vì nhiều người đã nói là tại vì bây giờ Tiền này kinh tế là nó chưa tốt có à? đó, thành ra đâm ra là nó là good news về Good vấn news cho đề. những người chuẩn bị mua nhà. Đúng, nhưng mà nó lại bad news cho những cái người mà đi mua nhà ở cái chỗ này, là bây giờ thị trường tiền lời nó thấp, mọi chuyện nó Đang đang ấy, thì bây đứng giờ yên không tại những thế chỗ. là không thiếu nhà, thì cái nhà nó lại lại lên nữa, tại vì tiền lời thấp người ta lại đi mua mua thì cái giá nhà nó phải lên, hoặc là nó đứng nó lên, nó Lại lại lên nữa, mình tưởng là tốt khi phân lời thấp nhưng mà thực sự nó lại có là cái ảnh side effect hưởng cái khác sai đó. Ví dụ như nhiều nhà thì không nói đó, đúng đó là cái đó là rồi, lý do đúng đó. rồi. Thành ra để trả lời các anh chị là đúng, nó là một cái good news, nhưng mà ngược lại nó cũng có hơi chút xíu cái bad news khác. Good news với điều kiện là thị trường có nhà. Đúng. Chứ còn bây giờ thị trường còn khan hiếm nhà nữa và điều đó có nghĩa là sẽ làm nâng giá nhà lên Đúng. thêm. Thành ra quý vị biết không, tôi vừa đóng escrow cho quý vị một người khách hàng một 2 ngày mới đóng đấy thôi, mà nhà người đó chưa kịp lấy nó đã lên lên 50 ngàn rồi. Anh nói thật. Không hiểu Tại nổi sao anh luôn. mua được rẻ vậy? Tại vì lúc đó mình mua là cũng khoảng gần một tháng trước, thì 30 ngày escrow thì có Trong phải vòng 30 30 ngày ngày thôi, là bây giờ mà người ta muốn mua giá nhà, nhà không có nữa, thành ra người ta vừa muốn mua là có lời liền. là có lời liền, là có người muốn mua rồi. Thành ra mà cái này cũng không phải là gắn Go Web Center gì, An Mà lời mấy Hàng chục ngàn. đó. Như anh bây giờ những người khán giả đang nghe anh thì nói rằng những người đang bán nhà đó họ nói không, tôi sẽ giữ giá rất là cao. Đúng. Bởi vì anh Donald Trần nói như thế tôi sẽ không dại gì Đúng. và thậm chí tôi còn muốn nâng giá nhà lên thêm nữa. Cái chiến lược nó sẽ như thế nào? Rồi. Thì khi mà làm những cái chuyện đó ra đó thì nó có hai cái ảnh hưởng. Ảnh hưởng thứ nhất là xem khi mà quý vị tăng đột ngột như vậy á, thì khi người ta mua nhà quý vị, người ta làm cái appraisal nó không tới.
À, là cái bị problem thứ nhất. Kẹt cái đó. Ngân hàng đâu có tăng lên. Mình muốn tăng nhưng mà ngân hàng đâu chịu đâu tăng. Đâu chịu tăng như vậy. Ngân hàng nó bảo trời ơi. Anh vừa phải thôi. Anh muốn tăng 50, ngân hàng bảo đâu có. Anh muốn tăng 50 đâu có nghĩa là tôi chấp nhận 50. Nhưng mà tôi không care với ngân hàng luôn. Tôi nói ok, appraise không đúng. Không đúng thì thấp, thì người mua là phải bỏ tiền vô. Đó, như bây giờ anh có. Muốn thích nhà tôi, anh ráng anh mua phải bỏ thì tiền. Thì vậy thành ra nó có cái problem đó. Problem. Rồi. Yeah. Cái problem thứ hai á là cái thị trường chứng khoán bây giờ nó dao động như vậy. Nhưng mà bao nhiêu lâu? Đúng không? Nó không thể nào mà xuống ngoài được. Cứ tình trạng nó như thế này lại. Tất cả những cái chuyện gì á, là trong cái bên Trung Hoa đó, là nó có cái problem. Thì giờ nó đang fix cái này thì nó lại để cái chỗ khác. Nó bị problem nhiều lắm. Thành ra lý do đó thì cái chuyện này á, thì nó cũng thể xảy ra. Nhưng mà rồi từ từ cái market nó cứ react. Tức là khi mà ví dụ như bên China quyết định giảm cái giá trị đồng tiền xuống 2% rồi lại 4% như vậy. Yeah. Nhưng mà làm một lúc nào đó thì cũng thế thôi. Nhưng mà cái vấn đề đặt ra là cái giá dầu hỏa. Giá dầu hỏa không những thế nó cũng xuống luôn. Xuống kinh hoàng. Đúng rồi. Đến giờ trước là 50, bây giờ nó xuống còn có 43 đồng một barrel. Thì cái dầu hỏa nó lại affect những cái chuyện khác. Mà đồng thời rồi Iran rồi sắp tới đây Iran bán dầu còn bán dầu giảm tại nữa. OPEC là giảm giá dầu nhưng mà không giảm production, thành ra giá dầu nó phải đúng giảm như vậy, thành ra nó còn nhiều cái vấn đề phức tạp lắm. Bởi vậy thành ra lý do mình đi mua nhà bây giờ là bây giờ mình cũng không biết quyết định như thế nào, thì cứ kệ nó, cứ khẩu khả năng vậy. Nếu cứ có khả năng và mua đúng cái giá của mình muốn, còn không thôi thì mình đừng có chạy theo. Cũng như tôi có một người khách nghe thấy nói như vậy lùng cùng đủ thứ chạy ra đi mua vàng, mua nhiều quá thì lỗ quá trời luôn, lỗ mua vàng từ hồi gần hai ngàn mà bây giờ nó xuống còn ngàn mấy à, anh nhìn thấy không, mất gần 1.000 đồng mà lúc xuống thì không chịu bán, nghĩa là không thích lỗ không thì thích vẫn lỗ cứ ôm lấy. Thành ra phải vậy, thành ra cái này cũng không ai biết trước được, tại biết trước thì mình giàu rồi. Không ai biết trước được. Thành ra lý do đó thì bây giờ dựa theo cái này thì chung quy, một lần nữa tôi nhắc lại, chung quy là tại vì tất cả đều xoay quanh cái chuyện mà IMF phải make cái decision là có dùng cái đồng nhân dân tệ là cái reserve currency hay không. Tất cả vì lý do đó thì khi mà có chuyện nó xảy ra thì đồng đô la Mỹ nó rất là problem. Thành ra tất cả cái đó nó mới xảy ra những cái chiến tranh kinh tế như ngày hôm nay. Thành ra mình bây giờ Mỹ không thể nào để cho cái đồng nhân dân tệ là cái reserve currency, mà cái đó là do quyết định của IMF, thành ra mình phải chờ là tính tháng 10 tuần lễ thứ 3. Và bây giờ mới tôi nghĩ khó ra. Khi nào mà trong túi của anh Donald Trump có đồng yuan lắm thì bây giờ mình không biết, mình cũng không phải là mình chỉ có nói ra để cho quý vị hiểu, thành ra tất cả nó đều xoay quanh cái vấn đề đó. Mà cái này là tôi nói khoảng chừng mấy tuần trước, là lúc mà tôi đoán trước rồi, tại vì cái chuyện này là bây giờ xảy ra rồi thì quý vị mới thấy nó tùng lum như vậy, nhưng mà không biết là tại sao. Thì tất cả đều xoay quanh một cái vấn đề duy nhất là Trung Hoa muốn dùng cái đồng nhân dân tệ là cái reserve currency để mà trade. Tức là khi mà anh mua hàng, anh phải thanh toán bằng cái đồng nhân dân tệ. Thì bây giờ cái đó là cũng ngoài khả năng phạm vi của Mỹ, tại nó là cái thị trường IMF, thì đó là bên Âu Châu. Thành ra mình chờ, tháng 8 thôi. Thành ra mình phải chờ thêm 2 tháng nữa. Thì trong 2 tháng nữa chuyện gì nó xảy ra mình cũng không biết. Mà ngay cả chính nó tùng lung quá là nhiều khi cũng xảy ra chiến tranh. Bây giờ tự nhiên đùng đùng một cái Trung Hoa gửi bao nhiêu tướng qua họp bên Việt Nam. Cũng chẳng biết tại sao nữa. Giảng hòa. Đó. Bởi vì mà bây giờ tàu bắt đầu dịu giọng về vấn đề Biển Đông. Đó, thành ra mình nhìn thấy cái đó là nó có cái tác dụng. Tức là tại vì nếu mà đánh nhau bây giờ là bảo đảm bên Trung Hoa sẽ bị problem rất là nhiều. Chính trị và kinh tế. Tuy nhiên, cái vấn đề ở đây đó, liệu rằng địa ốc ở Hoa Kỳ có bị bubble như trường hợp của những người đại họ đang đề cập đến việc mà bubble thị trường địa ốc ở Trung Quốc? Bởi vì nền kinh tế Trung Quốc có thời gian tăng trưởng rất tốt, tương tự như trong suốt nhiều năm qua, nền kinh tế Hoa Kỳ cũng tăng trưởng tốt như thế. Và khi mà tăng trưởng tốt như thế thì nhà cửa xây dựng khắp nơi, rồi giá nhà lên người ta đổ xô đi mua, cũng hơi giống cái thị trường Hoa Kỳ. Có bubble hay không anh? Thì thưa anh Hoàng Nhật Thị, thì bây giờ cái giá địa ốc nó lên nó hơi chậm, nhưng mà nó có lên. Thì một số người ta cảm thấy rằng là cái giá tiền nó tăng lên kỳ cục quá, nó giống như là hồi năm 2008.
Thành ra nhiều người ta đã nghĩ đến cái chuyện đó rồi nhưng mà không ai nói ra. Thì đối với tôi là như thế này. Thì khi mà mình mua một cái nhà nó lên giá, không phải là cái giá trị của căn nhà đâu, nó là cái inflation, nó là cái sự mất giá của cái đồng tiền. Mà bây giờ như anh Hoàng Trọng Thụy nói, cái đồng đô la Mỹ giờ nó quá mạnh. Mạnh lắm. Nó quá mạnh. Thành ra cái giá trị của nó mà mua cái đồng mạnh mà lại đi mua những cái địa ốc mà giá cao như vậy, thì nếu mà cái đồng đô la mà bị problem gì xuống thì bảo đảm nó sẽ có problem trong vấn đề địa ốc. Tại vì lên đàn đó là inflation. Đúng không? Thì nó sẽ lúc đó tức là nó giá trị nó tùm lum hết, nó sẽ có những cái inflation. Thì khi mà có những inflation như vậy, giá mà ví dụ đồng đô la Mỹ mà nó có mất giá chăng nữa thì cái giá trị của căn nhà mình nó sẽ lên nữa, tại nó inflation mà. Nó sẽ nhiều hơn nữa. Thí dụ ngày xưa mình mua là 600, 700, có thể nó lên 800, 900 tại đồng tiền mất giá. Thành ra cái đó nó là inflation thôi. Thì nếu một trường hợp đó thì mình mua nhà bây giờ nó rất là tốt. Đúng. Tại vì nó có inflation, nó build in trong cái địa ốc. Thành ra mình giữ tiền mặt 600, 700, mai mốt nó thành worth ít hơn. Trong đó mình giữ nhà thì cái giá nhà nó lên, nó build in inflation. Thành ra theo ý tôi thì nếu mà quý vị mua thì quý vị có khả năng thì cũng vẫn đi mua đi. Tại vì tôi không nghĩ là cái giá nhà mà nó xuống, sẽ bị sụp, sụp xuống khoảng 10-20% đâu. Không có chuyện đó. Không có chuyện đó. Thành ra kết luận đi mua. Và nhất là khoảng mấy tuần trước tôi nói Hoàng Trọng Thụy là mua nhà bây giờ để cho thuê thì cái tiền mà profit nó lên khoảng 3%. Đó, người ta mix như vậy. Mà cái tiền rent bây giờ trả cao thì tất cả những cái đó là tôi đã trình bày trong vài tuần trước. Nếu quý vị theo dõi hàng tuần mà ví dụ mà có những cái theo dõi những công chuyện mà tôi nói ra đó thì quý vị mình sẽ thấy yên tâm là khi mình đầu tư như thế nào. Chứ còn nếu mà trường hợp mà mình cứ nhìn 2 tháng trước, 3 tháng trước, tại vì bây giờ tình hình kinh tế nó thay đổi rất là nhanh. Tại vì lý do là đang có chiến tranh kinh tế. Thưa anh, thị trường địa ốc và việc thuê cho thuê mướn nó ảnh hưởng đến vấn đề cung cầu phải không ạ? Đúng ạ. Khi mà ít nhà mà nhiều người đi mướn thì là giá nhà chắc chắn sẽ tăng. Và điều này cũng cho thấy là ở thị trường khắp miền Nam California cũng thế. Đúng. Thị trường nó bị siết chặt quá. Siết chặt. Và anh nhìn thấy là cái tiền mà thuê nhà nó sẽ còn tiếp tục tăng, tiếp tục lên tăng. Theo lạm phát. Đúng. Và theo cái trị giá nhà nữa. Ngày xưa đó, anh có để ý khoảng chừng 10 năm, 5 năm về trước á. Người ta đi thuê nhà, người ta thích thuê nhà 4 phòng đó, để người ta cho share. Đúng rồi. Nhưng mà bây giờ 4 phòng giá nó quá đắt. Quá. Thành ra cái nhà bây giờ người ta thường thường đi muốn đó, là nhiều khi còn có 3 phòng hoặc là 2 phòng thôi. 2 phòng hoặc 3 phòng nó vừa tiền. Có nhiều tiền. Người nghĩa là thậm chí là thuê nhà có 1 phòng thôi. Đúng rồi. Nó trả, mà đã trả 1.000 đồng một tháng rồi. Thành ra anh để ý mấy cái đó là anh thấy là tương lai ấy, những người mà đi thuê nhà rất là khổ. Kẹt. Thành ra những người khách của tôi đến gặp tôi thì giúp làm sao mà tôi cái nhà mà tôi vừa đóng cách đây 2-3 ngày á, tôi nói anh á, là cái đời ngày xưa người ta đi bao nhiêu văn phòng địa ốc và hơn một năm nay chỉ mua coi được cân đồ thì tôi đã giúp được người này mua được cái nhà Anaha, tôi nói anh á, vừa lên 50.000 tại nhà này tới 4 phòng ngủ rồi. Và tôi thấy cái giá thuê nhà nó tiếp tục nó tăng lên vài phần trăm hàng năm như thế. Lý do một phần nữa là cái việc mua bán của các đại chủ và mà đại gia với nhau, nghĩa là họ bán cái khu chung cư này họ phải mua cái chung cư khác để tránh bị vấn đề thuế má nữa chuyển đó. Thế và khi mà họ mua, vâng, khi mà mua như thế đó thì họ phải lại gửi giấy báo là rất tiếc năm nay lại phải tăng tiền nhà để mà họ mới có lời trong cái nguồn đầu tư địa ốc mới của họ. Đúng. Ai cũng muốn như thế. Thêm một điểm nữa cho thấy rằng là giá nhà sẽ còn lên nữa là các tiểu bang, các thành phố lớn đã đồng ý nâng tiền lương tối thiểu của các công nhân lên. Đúng. Và điều này có nghĩa là trong vòng từ bây giờ đến năm 2020 luôn là cái tiền tối thiểu của họ cứ tăng lên hoài và tăng như thế thì bắt buộc phải có những cái lạm phát thêm nữa. Inflation. Vâng, thưa quý vị, tất cả những diễn biến này có gây ảnh hưởng đến quyết định của quý vị hay không? Dù quyết định của quý vị như thế nào, điều tốt nhất quý vị liên lạc với anh Đào Đào Trần, Magic Bangkok quý vị nhé, giúp cho quý vị mọi thủ tục liên quan đến địa ốc. Cảm ơn anh Đào Đào Trần rất nhiều. Cảm ơn anh Hoàng Trọng Thụy. Và một lần nữa là chúng tôi đem câu chuyện này nói không phải là hù dọa đâu. Đó là một cái đề tài tình hình thực tế. Tình hình thực tế mình nói chuyện để bàn với nhau để cho hiểu biết thêm và share những cái kiến thức. Thành ra mong quý vị
quyết định một cách đứng đắn khi quyết định đi mua nhà.